Cuộc sống Mỹ hôm nay thì đến với chương trình Kết nối yêu thương. Quyên Quỳnh và cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Và dạo trước đây Quyên Quỳnh đã giới thiệu với cả nhà, hiện tại kênh Quyên Quỳnh đang mở ra chương trình hội viên đặc biệt, và mỗi tuần vào ngày chủ nhật thì đều có giới thiệu chương trình giới thiệu hội viên mới. Tuy nhiên trong chủ nhật tuần này thì khá là đặc biệt, các anh chị sẽ được họp mặt online, sẽ được nói chuyện trực tiếp với nhau, ca hát, kể chuyện cười và còn đọc thơ với nhau nữa. Những anh chị nào đã là hội viên vui lòng liên lạc thì chương trình sắp lịch để cho các anh chị hát với nhau. Và những bạn nào muốn tham gia chương trình có thể gửi tin nhắn vào số điện thoại nếu các bạn ở Mỹ, còn không thì có thể gửi vào Zalo, vào Facebook thì chương trình sẽ liên lạc lại với các anh chị. Chương trình mong rằng trong tương lai các anh chị sẽ không còn cô đơn. Nào bây giờ mình và cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay nhé. Rồi em chào chị ha. Chào mình nha. Dạ, em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Dạ. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu cho mình. Chào cộng đồng mạng khán giả nha. Mình tên là Hương, mình sinh 1975. Dạ. Hiện tại là chị đang ở đâu? Ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Chị hiện tại đang làm công việc gì? Hiện tại thì mình bên Phụ Mai thôi ạ. Dạ. Chị làm công việc đó được bao lâu rồi? Cái công việc này thì nói chung là làm lâu rồi, nhưng mà cái bên cái chỗ làm này, thì mới làm thôi. Dạ. Rồi có làm bên mấy cái cơ sở đầu thì cũng mấy năm, còn bên này thì mới xin vô làm đây mấy tháng thôi. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào chị? Chị chưa có lập gia đình đâu, chưa từng đọc, chưa kết hôn á. Vậy đó hả? Chưa từng kết hôn á. Rồi chưa từng kết hôn nhưng mà chắc chị cũng có vài ba mối tình hả? Cũng có, mà quen thì nói chung có mình ơi, nhưng mà cũng không có sâu đậm lắm đâu. Dạ. Như là sống nghiêm túc đó, chứ không có sống cũng như là mà quen rồi như người ta rồi về sống với nhau gì đó, không có. Dạ, mối tình đầu của chị, năm chị bao nhiêu tuổi? Chị nhỏ nhỏ à. Nhỏ nhỏ thì cũng có bến nhau vậy thôi à. Mười mấy tuổi vậy thôi. Mười mấy chị cũng có bạn để ý rồi. Chị rồi, chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm thì nói chung là hay giúp người nè. Hay giúp người, với lại nói chung là sạch sẽ, gọn gàng. Còn khuyết điểm của chị? Yếu điểm hả? Yếu điểm thì thụ động nè, người với lại hay buồn á, nhiều lúc buồn thì không có chia sẻ gì cho người khác. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình. Tìm bạn hả? Thì biết người đó hiền thật tà nè, với lại biết thương người bên cạnh là được rồi. Chị có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Thì từ độ tuổi mình trở lên, 10 tuổi đổ lại. Bạn ơi, cho Lexu Pai 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 xây dựng bảo vệ cho quý vị từ trước đến sau. 407-222-5577. Nếu một anh muốn làm quen với chị, anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Hút thuốc thì thấy không nên đâu, tại vì có hút thuốc thì có hại cho sức khỏe, không có tốt. Thì uống rượu thì biết tiễn dần thôi ha. Rồi chiều cao của chị là bao nhiêu? Chiều cao của chị là 1m55.
cân nặng 42 kg. Chị muốn ăn bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? Thì cao hơn mình lên thôi. À, cũng không quan trọng đâu. Chiều cao. Dạ. Không phải là những người thấp phải không có bạn đâu, phải không mình hả? Mình nghĩ. Hỏi như vậy thôi, cứ cũng do tùy duyên nữa, không phải mình chọn mà được. Rồi, đúng rồi. Chị có được mấy anh chị em? 10 anh chị em lận. Nhưng mà hiện tại thì trong nhà chỉ còn có 4 anh chị em thôi. Mẹ thì con của má thì cũng mất đi mấy người rồi. Mình là út nhất mà, tại mấy anh cũng lớn lớn rồi, rồi cũng mất rồi. Dạ. Chị rồi gia đình của chị có ai ở nước ngoài không? Không, không có ai ở nước ngoài hết trơn. Dạ. Có bạn thôi. Mình có bạn ở nước ngoài thôi. Có một chị ở Canada, có một chị thì ở bên Mỹ, Florida. Florida là Canada. Có khi nào những người bạn đó làm mai cho chị không? Có, nhưng mà để dụng mất rồi. Vậy đó hả? 10 năm trước rồi. 10 năm trước rồi, nó có một chị ở bên Mỹ chị giới thiệu. Nhưng mà bên đó gấp quá rồi làm mình cũng... mình nghĩ thôi gấp quá mình cũng thôi, mình không có muốn ấy. Thì cái anh đó ảnh gấp quá, ảnh hối thúc để mà giống như là để liên lạc á. Mình thì ở bên này mình đi làm thì mình cũng bận bịu á, với lại trái ngược với cái thời gian á, ở bên đó với ở bên này á. Rồi hiện tại công việc của chị như thế nào? Làm thì được chủ nhật nghỉ. Lại không dài, ở đây bây giờ bán hàng cũng chậm lắm, thành ra là cũng có thường xuyên nghỉ lắm. Cũng dự định là chắc là phải tìm một cái công việc làm khác đó, chứ còn cái công việc này thì giống như là làm cho một cái tư nhân á. Chắc có lẽ là xin đi làm, tại vì mình cũng từng lấy quần áo mình đi bán như vậy đó, nhưng mà mình không có mở cửa hàng bán hàng chợ lắm. Nhưng mà bán không có được, bán chậm lắm. Nên mình cũng bán vốn rồi xong rồi cái mình cũng... như là còn hàng còn lại thì mình đem đi cho mấy đứa mà con nghèo nghèo á, nhờ bạn nhé, nhờ bạn đem đi cho mấy khác, cho mấy đứa mà con cái của mấy người nghèo á, nó là vậy. Cũng có từng đi bán qua đó, nhưng mà không bán được. Với lại một mình á, mình cũng không có giỏi trong cái đó, nó không ai chỉ dẫn, không có duyên kinh doanh đó con. Cũng không biết có phải gì hơn nữa. Hay là không có cái kinh nghiệm, hay là không có người chỉ lại cho mình nữa. Chị nói đi. Tại vì khi mà mình bán á, cái mình kế bên cũng có một cái em đó cũng bán dớ nữa kế bên. Thì em đó nói chị có bán được không? Cái mình nói là bán không có được em ơi. Cái nói bán không được là phải rồi. Em thấy chị lấy cái hàng là hàng đẹp. Mà hàng này của chị là như là bán hàng trong xóm thì đúng hơn đó, mà chị bán như vậy mà sao mà chị bán được, đi ra chợ chị bán như vậy sao mà chị bán được, nói như vậy đó. Đúng, em đã nói vậy. Chị thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Mình nghĩ thì chắc cũng là tùy thôi, tùy trầm tính hay là ít nói hay là hoạt bát gì, người ta cũng có cái gì đó của người ta, cái ưu điểm gì đó của người ta thôi. Chứ mà thực sự mình nói mình chọn chắc cũng không được đâu. Rồi bây giờ chị đi làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 8 giờ mình đi làm cho tới 5 giờ chiều. Rồi thời gian rảnh rỗi chị thích làm việc gì, đi giải trí cho mình? Thời gian rỗi thì chẳng hạn là lướt mạng nè, thì nhờ vào lướt mạng nên thấy được cái kênh của Viên Quỳnh nè. Cũng mới biết đây luôn thôi đó, chứ hình như là kênh của Viên Quỳnh cũng lâu rồi đúng không? Dạ. Rồi, cũng mới biết lên. Là tự chị xem đó ha, chứ không có ai giới thiệu hết hả? Không ai giới thiệu hết, tự bấm vô vậy mà tự nhiên hiện lên rồi xem vậy đó.
tại vì cũng có coi mấy cái kênh mà kết nối ở Việt Nam này nè, cái sao tự nhiên cũng kênh của mình cái thấy hay hay quá, thấy hay hay mà lại thật thật nữa đó, thế mình cũng đăng ký. Là chỉ có con ngại suy nghĩ lắm, suy nghĩ lắm mới dám đăng ký á, mà cái lúc mà mình chưa có gọi lại á cũng thấy ngại ngại mà sợ không biết nên bỏ cuộc hay không á, nhưng mà cũng chán nó kệ đi, cũng phải cho mình một cơ hội. Mình phải cho mình cơ hội chứ. Có mình á, có kết nối với mấy lại mấy anh ở bên nước ngoài á, là vậy. Chứ còn bây giờ mà lên mấy cái mạng xã hội bây giờ cũng có nhiều á, nhưng mà thấy không, không có tốt lắm mấy cái kênh đó, thành ra là không có dám. Thì thấy ở đây là thật hơn, lại hay nữa. Chị à, mà chương trình có dặn chị là phải make up trang điểm mà sao không thấy chị trang điểm vậy? Đúng rồi, mình sạch mình cũng đơn giản lắm, mà ít cái khi nào mà mình trang điểm lắm. Rồi chị thích một anh làm quen với mình đó, có tính lãng mạn không? Lãng mạn thì tốt, tại vì lãng mạn thì nhiều khi trong tình cảm lãng mạn nó cũng có cái hay hay của nó đó. Rồi hồi đó giờ có anh nào lãng mạn với chị chưa? Có khi nào anh nào tặng quà cho chị không? Tặng quà thì có tặng hoa hay không? Hiện tại là chị đang sống chung với gia đình chị hả? Đúng rồi, đang sống chung với gia đình, có bóng anh chị em. Thời gian rảnh rỗi chị có thích shopping hoặc là hát karaoke hoặc cà phê với bạn bè gì không? Có chứ, thời gian rảnh rỗi thì đi như là thích đi siêu thị lớn á, như ở bên Việt Nam này có siêu thị Nhật nè, có siêu thị Nhật đó, Aeon đó, hay đi cái siêu thị đó, với lại cũng có lâu lâu cũng đi hát với bạn bè vậy đó. Tại nhiều khi thì đi với bạn bè uống nước gì đó. Chị hát có hay không? Hát không biết có hay không, nhưng mà cũng được được đó. Rồi chị chưa từng kết hôn lần nào á, thì chị nghĩ là một anh như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Thì mình nghĩ là một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, biết thương yêu vợ con, với lại nói chung là hiền, chân thật là được rồi đó, mình thấy là vậy. Bình thường á, chị có biết nấu ăn không? Biết, chị đi nấu ăn. Chị cũng có đi nấu ăn qua cho người ta đấy chứ. Vậy đó. Chị biết, nhưng mà nói chung là bình thường thôi, những cái món ăn bình thường thôi. Nếu mà nói mình nấu những cái món ăn mà như nhà hàng này kia nọ thì không có. Chiên xào hay kho thì cái mấy cái đó chị thường thôi là có. Là chị hồi trước chị có nấu nấu tiệc hả? Đi phụ nấu tiệc hả? Hay là nấu ăn bình thường? Không, nấu ăn bình thường thôi, không có cũng là nấu tiệc. Chị rồi cha mẹ của chị còn đầy đủ không? Không, cha mẹ mất hết rồi. Ồ, vậy hả? Rồi hiện tại là chị đang sống với ai? Thì trong gia đình có bốn anh chị em vẫn còn lại đó, còn ai có gia đình riêng thì sống riêng hết rồi. Hồi đó giờ chị có đi du lịch những nơi nào gần xa gì chưa? Du lịch Việt Nam thì có. Du lịch Việt Nam, Tây Ninh nè, đi Vũng Tàu, rồi đi Cổ Thạch nè, Thầy Thiến, mấy cái đó, chỗ đó, mấy cái nơi. Chị có từng đi du lịch ra nước ngoài không? Không, không có đi du lịch nước ngoài. Đi những nơi đó như là em thấy chị kể như là chùa nhiều hả? Hình như là vậy. Lúc đó là chị đi với gia đình hả? Hay bạn bè hay là sao? Bạn bè. Gia đình của chị còn bốn anh chị em chưa có lập gia đình. Là chị em gái hả? Hay là em trai? Mình là út nhất hết trong nhà. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng rằng sau video này chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Chị chào khán giả cho mình. Chào khán giả nha. Rồi chào Nguyễn Huỳnh.
ơn mọi người. Ba chị kết tay chị nha. Dạ. Tai nạn gọi ngay cho luật sư Pius Pius Empires với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luậtsutainan.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.